là công ty phân bón màu vàng, chở phân heo con lười về cho anh Sáu Vũ ở xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, đúng không ạ? Đây Tân Hưng anh. Tân Hưng. Ở đây anh Sáu Vũ ở trên này thì ảnh chưa xài, đó là lần đầu đi cho ảnh xài đầu tiên, công ty hướng dẫn cho ảnh xài thử. Gia cảnh 36 bao, ảnh sử dụng cho 18 công. Đây xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.